Xin chào các bạn, hôm nay thì quay lại với các bạn thì Điện tử Lý Anh chúng tôi thì chuyên mục ngày hôm nay sẽ chuyên về mic hát karaoke, nhưng mà không phải là những cái mic mà hát cho những cái dàn karaoke ở nhà, mà những cái mic này là mic chuyên dụng để dùng cho những cái loa Bluetooth kích thước nhỏ đến lớn. Ở đây thì mình sử dụng, hôm nay mình sẽ thử hát và với một cái loa Harman Kardon Go Play này, một cái loa quen thuộc nhiều bạn đang sở hữu. Thì mic ở đây chúng ta có dàn rất nhiều loại, nhưng mà đây là cái video đầu tiên mà mình làm về mic. Vì sao lại như vậy? Vì ở đây chúng ta có rất nhiều mic, nhưng mà hôm nay là sản phẩm mới về thì mình test cái mic này thì mình thấy là cái chất lượng âm thanh của nó rất là ấn tượng, và đây là cũng là lý do chính để mình làm cái video để hát thử cho các bạn nghe cái mẫu sản phẩm mic Bluetooth mới này. Thì mic sản phẩm Bluetooth mới này thì nó có cái tên là K18V. Mã của sản phẩm là K18V đây, hãng đây, Excel Van này. Đây là có một cái màn hình nhỏ để hiển thị các cái kênh đầu vào ở đây. Thì tí nữa thì khi bật lên để thử thì chúng ta sẽ ấn nút nguồn đây để bật và giữ chặt đây để tắt. Cái này thì sử dụng là hai viên pin 3A để chạy. Còn đi kèm với cái mic này thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một cái bộ thu âm thanh. Đây mình đã cắm sẵn ở phía sau cái loa này rồi. Cái này khá tiện, nó nhỏ gọn nhưng mà dễ sử dụng. Nguồn điện thử nó lấy thẳng nguồn điện cấp từ loa để chạy. Và đây là đường vào âm thanh. Thì khi hát karaoke thì chúng ta sẽ nối Bluetooth từ điện thoại vào trực tiếp cái thiết bị thu này. Và đây là các cái nút cơ bản. Mình thấy thì đây có chỉnh độ vang này, âm lượng mic này, nút kết nối với cả mic này, nút chỉnh âm lượng về nhạc này. Và có một cái nút này khá là hay, là ngoài cái việc mà chúng ta hát karaoke được thì chúng ta có thể là trong cái sự kiện hay hội nghị thì nó rất là hay ở một cái là khi chúng ta sử dụng mic mà bật cái chế độ này lên thì khi tiếng hát tiếng nói của chúng ta sẽ làm cho cái nhạc nó nhỏ đi, có nghĩa là âm nhạc có tự giảm âm lượng khi mà chúng ta nói vào mic. Đấy, như vậy thì ngoài cái việc hát karaoke tại nhà giải trí thì còn sử dụng vào những cái sự kiện hội nghị này ngoài trời. Đây, thì đấy là các cái nút cơ bản cũng như là các cái phụ kiện mà loa đi kèm, thì có dây, bộ thu và mic như thế này. Đấy, thì cái quan trọng nhất thì các bạn sẽ là quan tâm đến chất lượng âm thanh nó ra làm sao. Thì sau đây thì mình sẽ nhờ một chị thì hát cho mình một đoạn để các bạn có thể là nghe để trải nghiệm cái chất lượng âm thanh mà mic có thể mang lại. Mình thấy vang của nó rất là tốt luôn, và mic nhẹ, hát không mất sức, mà khi mà chơi với những cái loa như thế này thì mình thấy âm thanh rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn bằng cách là bật mic này. Mình thấy với một con mic có giá chỉ trên 1 triệu một chút như này thì cái chất lượng âm thanh của nó không phải bàn cãi, thì nó rất là ấn tượng. Mình thử luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoạn mà demo ngắn thôi, thì để các bạn có thể biết được là cái mic này cái chất lượng của nó khá là cao, vang rất là tốt. Đây mình tắt đi đã. Thì ở đây thì mình có rất nhiều các cái sản phẩm mic để các bạn có thể so sánh để thử. Thì tại địa chỉ 99 Hồ Ba Mẫu, Hà Nội thì các bạn có thể là trải nghiệm là để xem là cái mic nào mà có chất lượng tốt nhất. Nhưng mà với mình thì qua rất là nhiều cái mic mà mình đã thử thì cái đây là sản phẩm mình ưng ý nhất về chất lượng âm thanh cũng như là giá thành. Và ngoài ra nữa thì nó là một cái sản phẩm mà mình thấy là cái độ tiện dụng và các cái đây cái tính năng này, cái tính năng khi mà chúng ta sử dụng trong hội nghị sự kiện đây, mình thử bật lên này. Thì bật nhạc lên. Alo. Đấy. Như vậy là khi chúng ta mà bật cái tính năng đó lên thì khi mà nói thì nhạc nó sẽ tự chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Đấy, rất là hay. Thì tôi sẽ quay lại với các bạn trong những cái video tiếp theo để giới thiệu cho các bạn những sản phẩm mới về mic hay loa và tai nghe Bluetooth trong thời gian gần nhất. Thì rất mong được gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào các bạn.